Xin chào quý vị và các bạn, mới đây nhất anh Tài Bùi hiện có một cuộc gặp gỡ với hai người được cho là chùm nốt pi tại Hà Nội và chùm nốt pi tại Thái Nguyên. Thì anh Tài Bùi có chia sẻ là hai ông chùm này đều là những người đào pi solo một một thôi, nghĩa là không tuyển thêm rep nào. Và nếu mà các bạn có thể nhìn vào cái nốt bonus của hai cái tài khoản của hai ông chùm pi nốt này, các bạn thấy thật sự ấn tượng. Một người thì nốt bonus trên 21, một người thì nốt bonus trên 22. Và cái số lượng tài khoản app đào pi hai ông chùm này đang tích lũy được thì mỗi người cũng chia nhau, một người thì hơn 11.000 pi, một người thì hơn 22.000 pi. Và trong cái bài chia sẻ này, anh Tài Bùi có bật mí đó là sẽ có một trại nốt pi được thiết lập tại thành phố Thái Nguyên. Thì cụ thể thì có lẽ trại Pinot sẽ được đặt tại số nhà 88, phố Đồng Quang, Đồng Quang 2, tổ 6, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Thì ở đây thì bác chủ của cái căn nhà này cũng có lẽ là đã đang kinh doanh những cái thiết bị đồ điện tử và đầu tư thêm một cái trang trại Pinot tại chính gia đình mình luôn. Thì các bạn có thể xem một số hình ảnh các anh em... anh Tài Bùi và hai ông chùm Pinot Thái Nguyên và Hà Nội chụp ảnh giao lưu và đang có những cái setup ban đầu cho cái trại Pinot tại thành phố Thái Nguyên. Thì bạn nào mà tại khu vực Thái Nguyên có nhu cầu muốn gửi máy tính chạy nốt pi của các bạn tại trang trại này thì có thể liên hệ với các cái số điện thoại mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả các bạn nhé. Rồi, như vậy là mình đã gửi đến quý vị các bạn cái thông tin về cái việc đang set up một cái trang trại Pinot tại thành phố Thái Nguyên. Thì bạn nào có nhu cầu có thể trực tiếp liên hệ với anh Tài Bùi cũng như là chủ trang trại nốt tại Thái Nguyên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Các bạn có thể ấn follow kênh Invest TV chúng mình để nhận được khi thông tin cập nhật mới nhất được tổng hợp từ Invest TV nhé. Ok, bye bye.